Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmark. Có thể là mọi người vừa nhìn qua thì mọi người nghĩ đây là một chiếc tủ lạnh đúng không ạ? Nhưng mà không phải đâu ạ, đây là một chiếc tủ chống ẩm có 2 ngăn của Kumisai với model là DHC200 với dung tích là 200 lít. Chiếc tủ này rất là phù hợp sử dụng trong các cửa hàng về thiết bị điện tử, cửa hàng cần có các thiết bị hỗ trợ để chống ẩm cho các sản phẩm sách báo hoặc là các loại thực phẩm thì mình cũng có thể dùng chiếc máy này. Ngay bây giờ mình sẽ review cho các bạn chi tiết về sản phẩm này ạ. Sản phẩm thì được sơn lớp sơn tĩnh điện màu đen rất là sang. Sản phẩm làm rất là chi tiết, có hai bộ bảng mạch riêng cho tầng trên và tầng dưới. Ta sẽ cắm tắt vào đây và mình sẽ sử dụng được. Và với sản phẩm này thì mọi người có thể nhìn thấy là nó rất là nhỏ gọn. Dù dung tích là 200 lít mà thiết kế rất là nhỏ gọn, không chiếm quá nhiều diện tích. Đây là thương hiệu Kumisai. Và ở bên trên cũng như là bên dưới mỗi một tầng thì sẽ có mà cái bảng điều khiển riêng. Bên cánh cửa tủ này thì mình sẽ có cả chìa khóa để mọi người có thể cất thiết bị vào. Bên trong này nó sẽ chia làm các ngăn khác nhau, dây kiện được tặng kèm theo máy. Các cái khay này mọi người có thể tháo rời ra để vệ sinh, sơn tĩnh điện cả bên trong và cả bên ngoài. Phần khay cũng thế, có thảm mút, chúng ta có thể để các cái sản phẩm, các cái thiết bị để tránh bị chảy xước hay là bị hư hỏng. Phần băng mút ở cánh cửa thiết kế rất là chắc chắn nên là nhiệt độ sẽ không bị phá ra ngoài, sẽ không bị hao lượng nhiệt. Chìa khóa có hai bộ, tủ trên và tủ dưới. Sẽ có 4 cái chìa khóa, nên là khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể cất gọn vào để tránh trường hợp mà bị mất thì mình sẽ có chìa khóa để sơ cua. Và đây là màn hình LCD giúp chúng ta có thể set up độ ẩm ở bên trong phù hợp cho với thiết bị mà chúng ta cần để vào. Ví dụ như máy ảnh này, cuộn phim flycam thì nó sẽ có cái độ ẩm khác so với các cái giấy báo. Thế nên là mình cần phải set nhiệt độ đúng để sản phẩm của chúng ta sẽ được bảo quản một cách bền hơn. Và bây giờ thì mình sẽ cắm điện để cho mọi người thấy được là cái màn hình LCD này nó hiển thị như nào và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách set up. Dây nguồn cắm vào bảng mạch trên cũng như là bảng mạch dưới. Phần phía trên. Phía dưới này. Sau khi cắm điện thì có điện sáng để nhấn vào chữ S để màn hiển thị. Bây giờ để mà thay đổi ở trên đây hai cái thông số hiển thị. Ở bên phía tay trái thì sẽ là độ ẩm để chúng ta xét độ ẩm ở phía bên trong tủ. Còn ở bên phía tay phải thì đây là cái lượng nhiệt độ đo ở ngoài môi trường. Và hiện tại môi trường của chúng ta đang có nhiệt độ là 21.6 độ C. Để thay đổi độ ẩm ở bên trong thì mọi người giữ tay vào chữ S này. Khi mà số ở bên tay trái nhấp nháy thì mọi người sẽ chỉnh lên. Ví dụ như máy ảnh chẳng hạn thì sẽ để khoảng tầm 65 và mọi người nhấn chữ S vào. Khi mà chúng ta để vào trong thì nó sẽ xét theo nhiệt độ như vậy. Và độ ẩm ở bên trong này nó sẽ duy trì. Tương tự như vậy ở màn hình bên dưới cũng như thế nhé. Mọi người có thể sử dụng đồng thời cả hai tủ hoặc mình có thể chỉ cần sử dụng một trong hai để tránh sự tiêu hao của điện năng. Với sản phẩm này, mọi người có thể sử dụng bảo quản các thiết bị điện tử là máy ảnh flycam, camera hay là các cái lens của máy ảnh, thiết bị điện tử. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể bảo quản được sách báo, những cái viện nghiên cứu chẳng hạn, hoặc là lưu giữ giấy tờ. Với sản phẩm Kumisai DHC200 thì thiết kế nhỏ gọn, tiêu hao ít điện năng, chất lượng mang lại cho nhu cầu của chúng ta cũng rất là cao. Vậy thì để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là mua hàng thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc truy cập vào website máymocviet.vn. Ngoài tủ chống ẩm 200 lít này thì bên mình còn có rất nhiều các cái model với các cái dung tích khác nhau để phù hợp cho từng nhu cầu của khách hàng. Vậy thì mọi người hãy nhanh chóng liên hệ để được Vinmark hỗ trợ một cách nhiệt tình nhất. Và cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.